Cái xóm chùa cũ mà em như vậy nè, kêu đập bỏ thì không chịu đập, đứng đó làm gì? Ông nội, ông nội. Ồn ào quá. Làm gì vậy? Kéo băng, kéo đảng, kéo đàn em qua đây định hù tao hả? Nói bậy bạ gì á? Ông nội xỉn rồi. Đánh lộn thì không biết thằng nào hơn nào, chứ lên bàn nhậu tôi chấp chú trước hai chai. Bảnh ta. Ok, để một ngày nào đó thằng Di Cá này kéo anh em, kéo bè, kéo lũ qua đây dứt với ông nội một bữa. Tôi có bạn nhậu rồi, không có nhu cầu nhậu chung. Ghê ta. Dữ vậy trời. Ăn nhậu mà cũng kén chọn, mà cũng lựa người ngồi chung mâm nữa hả? Ghê thiệt. Không ghê sao làm ông nội của chú. Muốn gì? Muốn sớm chùa. Suy nghĩ. Sớm chùa của tao, tao không có giao cho ai hết. Hết chuyện. Lì hả? Cứng đầu. Trước sau gì cái sớm chùa này cũng mất. Không gặp lại. Thập Ác, mày còn đánh được không? Giết. Đưa nó ra khỏi đây, tao sẽ cản chân tụi nó. Khùng hả mày, đi chung. Ok, chiến với bà chế luôn. Chế ông nội mẹ. Anh Bi Long. Ông nội. Để thằng nhóc lóc chóc này cho Thập Ác. Sống còn lại giết. Ê, hung dữ vậy thằng nhóc. Mày thích chơi tới đâu thì tao chơi tới đó, ra đường ngõ. Thằng Di Cá này đã cảnh báo rồi, tại sao lại cấm đầu như câu chết vậy? Ông lì thiệt luôn á. Là cái con gì tao.
Mày là cái con gì tao? Hey, 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 hey. Vì cá. Vì cá này. Hey, vì cá này. Hey, vì cá này là cái con gì tao? Gì nữa? Không phải là hết chuyện rồi hả ông nội? Nếu mày muốn tiền, tao sẽ cho mày tiền. Nếu mày muốn miếng đất bự bằng cái xóm chùa này, tao sẽ cho mày một miếng. Ông nội, ông nội thừa biết tính của vị cá này. Từ trước đến giờ nó sống với anh em không phải là vì tiền. Vậy mày muốn cái gì? Tôi muốn tất cả mọi người phải công nhận những gì ông nội làm được, thằng vị cá này cũng làm được. Mày làm cái gì kệ mày, tao không đấu với người nhà. Nhưng mọi người không nghĩ như vậy. Ông sói và tất cả anh em ở trong xã đoàn ai cũng ưu ái cho ông nội. Tại sao vậy ông nội? Mày muốn biết tại sao hả? Tại vì từ đó tới giờ tao chưa bao giờ chia một phần bánh nhỏ trong cái chợ cá của mày. Tao chưa bao giờ lấy lợi nhuận của chợ mới, cũng chưa bao giờ tranh giành quyền lợi với xã đoàn. Và đặc biệt tao chưa bao giờ muốn hạ bệ mày. Mày muốn được như tao không? Mày đừng tranh giành đấu đá gì hết. Nếu mày vẫn còn tranh giành, mày được một mà mất rất nhiều. Ok, ông nói đúng. Nhưng tôi khẳng định thằng Di Cá này vẫn muốn cái xóm chùa. Vậy là mày vẫn muốn đối đầu với tao? Tôi không đối đầu với ông nội, mà là tại có chính nó là người chủ động tìm tới tôi. Nhưng mà ông nội cũng biết tính của thằng Di Cá này rồi. Trước sau như một, tôi không chọn nó. Ông nội cũng thừa biết là tôi nằm về phe nào. Nhưng tôi nhắc lại cho ông nội nhớ, trong cuộc chơi này ông nội đang nằm kèo dưới. Nếu như ông nội chấp nhận những yêu cầu của tôi thì ông nội có cơ hội để lật kèo. Tao không đem xóm chùa ra cá cược. Xóm chùa là nhà của tao. Tài có tới, tao tiếp. Bệnh. Tao đã nói rồi, tao không có đem xóm chùa ra cá cược. Biết rồi, tới thì tiếp, thua thì chung đúng không? Ê, hai thằng nhóc, tụi mày tập trung bảo vệ ông nội cho tao. Ông nội mà có chuyện gì tao lụm hai thằng bay á. Còn ông nội, đi kiếm người bạn tri kỷ của ông đi. Cái đám này nè, để thằng chị cá lo. Nói nè, chuyến này không được để thua nha. Tôi đã lỡ đặt kèo dưới hết rồi đó. Chị cá, mày lật kèo tao? Mày mới gọi tao là dĩ cá. Tao là dĩ cá trùm khu chợ cá, chứ không phải bạn của mày. Mày đụng đến anh em xã đoàn, anh em chợ mới của tao, coi như là đụng tới tao. Chuyến này mày mệt rồi. Ê, ông nội, còn đứng đó làm gì nữa, sao lì quá vậy? Đi đi, mở đường cho ông nội. Hành sự trên đời trời hiểu đất biết, làm sao trời thương đất tiếc. Chẳng lẽ ông đã em cắt tiếc, tình nghĩa đâu phải cho hề cho mày quăng miếng. Dừng quay xuyên tạc bay chỉ thêm nhạc, nếu không tiếc mạng đùa với viên đạn từng là chiến làng. Chưa từng người tàn chiến cầm huy hoàng, để lại di sản ông nội xã đoàn là ông Tương Khải Hoàng. Các ông sống như lưng sân bạc, bước chân ngựa hoang kích thích siêu dù bay. Luôn tin tưởng như loài chim nhạn, chẳng màng thế sự, bạn chắc không hề muốn thua đâu. Để chơi này mà mày tồn tại vẫn luôn có tên thì đừng quên là ai tạo ra. Thế giới ngầm cho nên bày thế được như hôm nay, ông nội mày lập nên đạo giả. Những trời trời cao thấy kinh đất đất luôn nghe, kinh huynh đời sau thấy kính đệ phần phước che. Không biết ăn năn tự cao thân phận, đạo lý chẳng cần là cây bất nhân. Tâm cao bất nghĩa trời đã bất dung. Rampa, rampa, rampa. Rainbow.
Kỳ này tại có đi xa rồi nội. Xong việc rồi, về thôi nội. Bảy chú, mình mới bắt được cái ổ, chưa bắt được thằng Chùm. Kỳ này mình tha cho nó là mình chết. Tới rồi. Mày lúc nào cũng đúng hẹn. Mày muốn gì? Nói. Báo cho mày nghe tin vui. Ông sói chịu làm ăn với tao. Tao làm gì mày mà mày đuổi cùng giết tận? Chuyện cần nhớ mày đã quên. Chắc tại mày đắc tội với nhiều người quá nên mày đâu có nhớ đúng không? Nếu mà không nhớ, để tao nhắc cho mày nhớ. Xưa, trước mặt mọi người, mày mở miệng ra là nói chuyện nhân, nghĩa, đạo lý. Nào là sống chết có nhau, rồi tình nghĩa anh em không màng lợi danh. Nhưng mà sau lưng, lúc nào mày cũng muốn loại bỏ tao. Im. Tài có ơi tài có, tất cả những gì mày nói cái đó là suy nghĩ của mày. Ngày xưa chị Đại chọn tao, không chọn mày là do mày. Mày muốn đổi đời, mày muốn làm giàu, mày dính đến ma túy, trong khi chợ mới nói không với ma túy. Tao khuyên mày, tao cản mày, mày vẫn làm. Bây giờ mày cách dài. Vì tao không nghe nên mày phá tao. Vì tao không nghe mày báo công an bắt tao. Vì mày mà tao bị công an truy nã. Từ mắt kiến đuổi cùng giết tận tao, sống không bằng chết. Mày vui lắm đó. Trong khi mày có mọi thứ, được mọi người tung hô, tao phải tìm mọi cách sống sót chốn chui chốn nhủi nhục như chó. Tao phải làm tất cả mọi thứ để có thể trở về bắt mày chạy ra. Tao báo công an, mắc gì tao cứu mày? Mày đã dàn dựng mọi thứ, đã diễn thì phải diễn cho tới. Tao diễn cần gì tao phải nhảy xuống cầu, cần gì tao phải bắt Tư Mắt Kiến tới để cho pháp luật trừng trị, mà tao sẽ giết nó diệt khẩu. Công nhận cái thẩm mỹ viện Su Quỳnh quá chất lượng.
Sảng khoái người phải không? Quá sảng khoái. Giúp tôi một chuyện nữa không? Sao? Có chuyện gì cứ việc nói. Ngừng cái chuyện buôn bán ma túy với anh Tài có. Có chút xíu chuyện cũng làm xong. Để gì người ta biết hết trơn hết trọng. Tao không tha cho mày đâu Tài có. Chuyện buôn bán của ông tôi cũng dính dáng tới. Nhưng ông nên nhớ, chợ mới nói không với ma túy. Tôi biết. Tôi cũng đâu muốn đắc tội gì ở chợ mới đâu, đúng không? Giờ nó muốn làm chẳng lẽ tôi cản. Thôi giờ vậy, coi như là tôi loại nó ra là được chứ gì, đúng không? Cảm ơn. Vậy nha. Rồi. Mày thù hận quá, mày không còn lý trí nữa. Ngày mày nhảy xuống sông, 10 ngày đêm anh em xã đoàn đi kiếm mày. Lúc đó mày quay đầu, mọi chuyện đã khác rồi. Nhưng không, mày đã giết chết Tài có. Mày đã giết thằng anh em sinh tử của tao 10 năm về trước. Còn bây giờ trước mặt tao là kẻ thù của chợ mới. Rồi sao? Rồi mày tính bạn gì tao? Tao không làm gì mày. Tao sẽ cho mày sáng mắt ra. Giỏi, có đủ bản lĩnh. Tới đây mắt tao thử coi. Chồng tôi sắp về rồi đó nha. Chồng em nó chết rồi. Nó nợ anh quá trời quá đất luôn. Giờ ai trả đây? Ai trả? Ai trả? Em trả. Hiểu không? Ừ? Hiểu không? Muốn gì đây? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh không thể giết chết ân nhân đã cứu sống em được. Bỏ súng xuống đi anh. Bỏ súng xuống đi. Tại sao anh còn sống mà anh không đi kiếm em? Anh hết thương em rồi hả? Anh có biết là ông nội không chỉ cứu sống em, ông nội còn thay anh chăm sóc, cưu mang, bảo vệ em khỏi những kẻ thù của anh. Nhờ ông nội em mới có thể sống. Đại ca, anh đã bị bắt. Chúng tôi có tất cả bằng chứng về việc anh tàng trữ và buôn bán chất ma túy. Mời anh về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Chờ anh. Chờ anh. Anh sẽ về. Ông nội, tao xin lỗi mày. Thẩm mỹ viện Seoul Spa .vn, hệ thống làm đẹp hàng đầu Việt Nam. Thẩm mỹ viện Seoul Spa .vn từng bừng cán mốc 50 chi nhánh toàn quốc. Cả cái quá trình làm phim á, thì không phim này thì thức đêm rất là nhiều, tại nhiều cảnh đêm, hầu như là cảnh đêm, rồi ăn uống thức thường. Nhưng mà cảm ơn Seoul Spa đã giúp Hương rất là nhiều. Rảnh thời gian nào là Hương chạy qua đây. À, cảm ơn em nữa, cái tay nó khéo lắm, làm tập thì đã lắm. Nó nâng cái cơ mặt mình lên sảng khoái. Cả nhà nhìn đây là mặt mọc hoàn toàn, bé đang rửa mà Hương không có một cái mụn nào luôn. Có nghĩa là không bít tắc lỗ chân lông, nhưng mà mình phải chịu khó mình chăm. Với lại theo cái phim á thì cái tuổi của Hương với cái phim nó khác nhau nhiều lắm. Cho nên là phải trẻ hơn.
đâu, phải tươi, phải lúc nào cũng thanh xuân cũng phải tươi. Cảm ơn Sữa Quỳnh Sài Ba rất là nhiều. I love you. Trên da nạo vết sẹo in hằn, luôn nhắc tôi về những chuyện buồn vui của một thời tung hoành. Phải có những lúc vấp ngã rồi đứng lên, mình mới biết còn ai kề bên, còn ai gọi tên. Anh em ta vì nhau chẳng mưu cầu, dù mùa hội rơi hay là đổ máu, tình nghĩa mình đặt trên đời. Chẳng thể nào bị khuất phục trước mọi thế lực, mình không được ngã gục, kẻ thù cầm dao kề vào cổ, nhưng vì anh em ta cố, dù có nhắm mắt nằm dưới đáy mồ. Đời có người sống kể hết, mình sống làm sao không đến với anh em. Đừng hai mắt trắng đen, cuộc chơi nhiều sóng gió, đôi khi vào thế khó, bạn ơi đừng. Nào mở miệng ra cũng nói chuyện nhân nghĩa, đạo lý. Nào là sống chết có nhau, nào là tình nghĩa anh em không màng lợi danh. Mà sao lưng, lúc nào mày cũng muốn loại bỏ tao. Mày thù hận quá, mày mất hết lý trí rồi. Nếu lúc đó mày muốn quay đầu thì bây giờ nó đã khác rồi. Mày đã giết Tài Có, mày đã giết thằng anh em sinh tử của tao 10 năm về trước. Còn bây giờ trước mặt tao là kẻ thù của Chợ Mới. Đi qua bao nhiêu thăng trầm, giờ đây trên da đã vết sẹo in hằn, luôn nhắc tôi về những chuyện buồn vui của một thời tung hoành. Phải có những lúc vấp ngã rồi đứng lên, còn ai kề bên, còn ai gọi tên. Anh em ta vì nhau chẳng mưu cầu, dù mùa hội rơi hay là đổ máu, tình nghĩa mình đặt trên đời. Đời có lúc mình lúc nhục, mình chẳng thể nào bị khuất phục trước mọi thế lực, mình không được ngã gục, kẻ thù cầm dao kề vào cổ, nhưng vì anh em ta cố, dù có nhắm mắt nằm dưới đáy mồ. Trắng đen, cuộc chơi nhiều sóng gió, đôi khi bao thế khó. Bạn ơi đừng lo, vì bên cạnh bạn luôn có tôi. Đời có lúc vinh lúc nhục, chẳng thể nào khuất phục trước mọi thế lực, mình không được ngã gục. Kẻ thù cầm dao kề vào cổ, như vì anh em ta cố. Dù có nhắm mắt nằm dưới đáy mồ. Trắng đen, cuộc chơi nhiều sóng gió, đôi khi bao thế khó. Bạn ơi đừng lo, vì bên cạnh bạn luôn có tôi. Luôn kề vai. Có nhiều lúc chăn em nẻ mắm không chịu, 1-2 giờ sáng ra nằm bãi gươm, giờ ngứa gần chết luôn mà đúng giờ. Bye bye bye.